Hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người bộ phim khoa học ấn tượng của Mỹ là Meet Dave, kể về vua dạ dày Dave tham gia cuộc thi ăn bánh mì kẹp xúc xích, một hơi có thể ăn hết 85 chiếc, người bên cạnh đều phải kinh ngạc, hóa ra cấu tạo cơ thể của ông ta không bình thường. Dave mua vest nhưng không mang tiền, thế là từ phía dưới đi ngoài ra một đống tiền, đây rốt cuộc là như thế nào? Bộ phim bắt đầu, một quả cầu năng lượng đột nhiên bay tới trái đất, tình cờ đâm vào trong phòng ngủ của Jos. Quả cầu năng lượng này qua này lại rồi rơi vào trong bể cá. Nó lại còn có năng lực hút nước siêu mạnh. 3 tháng sau, một vật thể bay không xác định tỏa ra khí nóng bay tới trái đất, gây ra một cái lỗ lớn phía trước tượng nữ thần tự do. Hóa ra đây là người ngoài hành tinh ngụy trang thành bộ dạng loài người, dùng đầu tiếp đất cương quyết hạ cánh xuống trái đất. Sau khi người ngoài hành tinh tỉnh lại, đã làm sạch quần áo, bắt đầu học cách đi của loài người và cả biểu cảm khuôn mặt. Bởi vì vượt đèn đỏ, người ngoài hành tinh đã bị hút bay xuống đất. Nữ tài xế là Jenner liền đi xuống xem xét tình hình, nhưng người ngoài hành tinh đã đi khập khiễng tới góc tường, bắt đầu tự sửa chữa. Hóa ra, đây chỉ là một chiếc vỏ hình người của phi thuyền ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh thực sự mở tai của phi thuyền ra, đu dây xuống từ phía trên, bắt đầu sửa chữa lại bên chân bị gãy. Phía trong phi thuyền, có rất nhiều người ngoài hành tinh nhỏ bé đang duy trì sự vận hành thông thường của phi thuyền. Người ngoài hành tinh đều không có tên, chỉ có số hiệu. Số hiệu của thuyền trưởng là số 1, ông kiểm soát cả phi thuyền. Tài nguyên của hành tinh bọn họ đã cạn kiệt, cho nên bọn họ định vất quả cầu năng lượng ra để hút đi năng lượng trên trái đất. Còn đúng lúc này, Jenner dẫn theo cậu con trai là Joe xuất hiện ở bên ngoài. Sau vài lần điều chỉnh, thuyền trưởng cuối cùng cũng có thể giao tiếp một cách bình thường với Jenner. Để tỏ ý xin lỗi, Jenner chủ động mời thuyền trưởng vào nhà để uống nước. Nhưng điều này đã khiến người ngoài hành tinh trong quang miệng gặp nguy. Trong lúc trò chuyện, Jenner còn đặt cho thuyền trưởng một cái tên là Dave. Bởi vì là lần đầu tiên tới trái đất, Dave đến cả trứng gà cũng không biết đập, đã gây ra rất nhiều trò cười. Dave vô tình phát hiện quả cầu năng lượng ở trong tay Jos qua bức ảnh. Hơn nữa Jos đã đi học. Trên đường đi tìm Jos, Dave nhìn thấy một cặp tình nhân không biết đang làm gì, thế là tiến lại gần để học theo. Chàng trai có chút không vui. Dave chụp một bức ảnh để khi nào về sẽ từ từ xem. Sau đó, Dave lại tới trung tâm thương mại, chuẩn bị thay một bộ quần áo mới cho mình. Đây là lần đầu tiên ông ta mua sắm trong đời. Nhìn thấy người khác đều dùng tiền, copy lại một tờ rồi vào trong phòng thử đồ, không ngừng đi ngoài ra tiền. Kỹ năng này đủ để khiến ông trở thành người giàu nhất trái đất đấy. Sau đó, ông tới trường học tìm Jos, lại bị tưởng là giáo viên dạy thay. Ông cầm phấn lên và dạy cho học sinh tiểu học một tiết học về vũ trụ, e là giáo sư đại học cũng không hiểu ông đang viết gì. Jos nói với Dave, quả cầu năng lượng đã bị bạn cùng lớp cướp mất rồi. Lúc này có lẽ cậu ta đang ở tiệm tạp hóa. Thế nhưng bọn họ không tìm thấy cậu ta ở đây, mà gặp phải hai tên cướp. Dave nhẹ nhàng quật ngã kẻ cướp. Là người ngoài hành tinh, siêu năng lực dùng tay không để bóp bẹt súng lục cũng không là gì cả. Jos mời ông đến nhà làm khách. Jenner giới thiệu với Dave về bức họa hình trái tim của cô. Jenner nói, tên của bức họa này là tình yêu. Tình yêu là cái gì? Đó là một loại cảm giác thế nào? Người ngoài hành tinh trong phi thuyền đều rất băn khoăn. Bởi vì thế giới của bọn họ không có tình cảm. Sau khi rời khỏi nhà, Dave qua đêm với một gã lang thang ở bên đường. Gã lang thang chia sẻ chiếc chăn duy nhất với ông. Điều này khiến người ngoài hành tinh lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là sự quan tâm. Trong phi thuyền, Dave và số 3 cùng nhau xem phim để cảm nhận xem tình yêu là gì. Thế nhưng đến thời khắc quan trọng, bọn họ vẫn kiềm chế lại được. Buổi tối, Jenner đưa Dave đến khu vui chơi. Lúc ngồi tàu lượn, nhìn vẻ bề ngoài thì Dave không có biểu cảm gì, nhưng bên trong phi thuyền thực ra là vô cùng hoảng loạn. Đám người ngoài hành tinh này đều cảm nhận được niềm vui của trái đất. Trong cuộc thi ăn bánh mì kẹp xúc xích, người khác đều đang ăn. Nhưng đối với Dave mà nói, đó hoàn toàn không phải là ăn, mà là đang lấy hàng, nhét từng cái vào bên trong là được. Dùng tốc độ nhanh nhất để ăn hết 85 chiếc bánh mì kẹp xúc xích, cuối cùng còn giành được quán quân. Số 3 vui đến mức tát cho Dave một phát. Sau khi xong chuyện, Dave còn phải tới nhà vệ sinh để dỡ hàng, giống như là đi ngoài ra mình vậy. Sau đó, Dave đã lấy được quả cầu năng lượng từ trong tay bạn cùng lớp của Jos. Người ngoài hành tinh số 2 yêu cầu thả quả cầu năng lượng xuống biển ngay lập tức, hút cạn năng lượng của trái đất. Thế nhưng thuyền trưởng đã thích Jenner, nên không muốn hủy hoại trái đất đáng yêu. Dave bắt đầu nhảy nhót cùng Jenner. Còn người ngoài hành tinh trong phi thuyền cũng bắt đầu hưởng thụ cuộc sống. Chỉ có người ngoài hành tinh số 2 vẫn luôn muốn nhanh chóng hút cạn năng lượng của trái đất. Mấy người ngoài hành tinh chui ra từ trong tai. Trong lúc tình thế nguy cấp, Dave đành phải thả Jenner xuống, nuốt người ngoài hành tinh xuống bụng. Trước đó, cảnh sát đã thông qua làm khuôn mặt để xác nhận sự thực người ngoài hành tinh xâm nhập. Lúc này, cảnh sát tìm tới quán bar, bắt Dave đi. Còn trong nội bộ phi thuyền, người ngoài hành tinh số 2 cũng dùng vũ lực để bắt Dave lại. Số 2 đã trở thành thuyền trưởng, ông ta bắt đầu kiểm soát phi thuyền. Vừa ngẩng đầu lên đã làm nổ đồn cảnh sát, biến lại về bộ dạng máu lạnh như khi vừa tới trái đất. Súng của cảnh sát hoàn toàn không thể làm ông ta bị thương. Còn ông ta chỉ cần bắn nhẹ là có thể xuất ra được một chiêu kiếm thần lục mạch mà không ai có thể địch lại được. 17 trốn ra từ trong tai của phi thuyền, rơi vào trong cốc cà phê. Phi thuyền vừa đi vừa bắn, lại là chiêu kiếm thần lục mạch, trong chớp mắt đã tiêu hủy được một chiếc xe cảnh sát. Sức chiến đấu này cũng là vô địch. Số 3 cuối cùng cũng không kìm nổi mà lén lút thả Dave ra. Bọn họ định ngăn cản người ngoài hành tinh số 2 thì lại bị thả xuống đường từ lỗ mũi. Bọn họ chỉ nhỏ như kiến, vừa đi ra đã suýt nữa mất mạng bởi quả bóng rổ lăn tới. Sau đó, lại suýt nữa chết bởi nước đái chó. Anh chàng dọn vệ sinh đang làm sạch đường phố, Dave trực tiếp bị máy hút bụi hất tới phía dưới cây cột.
còn số 3 thì bị hất ra giữa đường, bị một đống kẹo cao su dính vào, không thể bò được ra. Trong lòng Dave vô cùng sốt sắng. Số 3 lại tức giận nói, ai cần anh quan tâm tới tôi, không phải anh thích Zinner vừa béo vừa cao đó sao? Dave mặc kệ sự nguy hiểm tới tính mạng xông tới, xem ra, đây mới là chân ái. May mà kẽ hở của lốp xe không hề nghiến qua thân hình nhỏ của bọn họ. Dave giúp số 3 rút chân ra, hai người chạy tới bên đường, bám vào một chiếc túi ni lông, tung bay theo gió như rong biển vậy. Kết quả vẫn va phải cần gạt của xe ô tô, cô gái tóc đen ôm chặt lấy Dave. Cuối cùng đã bị cần gạt hất văng ra, tình cờ rơi xuống chân của phi thuyền. Phi thuyền đang kéo một chiếc xe taxi bên đường lại, bảo xe taxi đưa ông ta tới tượng nữ thần tự do. Còn No, 17 rơi vào trong cốc cà phê, liền nói âm mưu của người ngoài hành tinh số 2 cho cảnh sát. Zat là một tên phản động, số 2 ra phía sau tượng nữ thần tự do, không trực tiếp vứt quả cầu, mà bày thêm trò cho mình. Điều này đã khiến cho Dave có đủ thời gian để lật ngược tình thế. Đúng lúc số 2 bình thản ném quả cầu năng lượng, đột nhiên bị bàn tay còn lại của mình khống chế lại. Hóa ra, Dave đã vào được phía trong phi thuyền và tiếp quản một phần của phi thuyền. Trong cuộc đại chiến của hai tay trái phải, quả cầu năng lượng đã lăn xuống biển. Quả cầu năng lượng đã hình thành vòng xoáy to lớn, đang hấp thu năng lượng của trái đất. Dave lại quay lại vị trí thuyền trưởng, hoàn toàn khống chế được phi thuyền. Ông ta giang tay ra để hút quả cầu năng lượng lên. Nhưng phi thuyền đã không còn năng lượng để về nhà, cảnh sát cũng đã đi tới đây. Trong lúc nguy cấp, Jos lấy rùi điện của cảnh sát, kích điện cho phi thuyền. Trong chớp mắt, phi thuyền hồi phục vận hành. Dave đưa bạn gái là số 3 đi ra từ trong miệng để xin lỗi loài người. Trái đất quá tuyệt vời, bọn họ quả thực không nhẫn tâm hủy diệt nó. No, 17 nấp trong túi áo của cảnh sát cũng quay lại phi thuyền. Đúng lúc phi thuyền cất cánh, quân đội đã tới đây, muốn bắt thứ này về nghiên cứu. Nhỏ thì có cái lợi của nhỏ, Dave ngồi lên phi thuyền nhỏ dưới chân để bay đi. Bộ phim tới đây là kết thúc. Bộ phim khoa học viễn tưởng của Mỹ Nick Dave đã kể về người ngoài hành tinh còn nhỏ hơn tai, muốn hút cạn tất cả năng lượng của trái đất, cuối cùng lại vì tình yêu mà từ bỏ kế hoạch ban đầu.